khách mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn, Phó Chủ tịch Tập đoàn CMG Asia sẽ có đôi lời phát biểu về những hoạt động và tầm nhìn của tập đoàn trong việc đồng hành cùng các hoạt động của ngành thể thao Việt Nam. Đang gây cơn nghiệp này là ai rồi?